tiếp chấp 37 của bộ truyện đệ tử tu luyện. Ta nằm chơi thành tiên đế. Lâm Chỉ gương mặt ngây thơ vô số tội bước về phía hắn với một chiếc gương trên tay, giọng vui tươi nói: "Không để ngươi thưởng thức kiệt tác của ta, ta vẫn có chút không cam tâm." Cô vừa giơ tấm gương cho Diệp Thu Hàn soi mặt vừa cười tít mắt hí hửng nói như reo. Hắn nhìn dung nhan của mình qua gương thấy hình ảnh phản chiếu là kiểu đầu dị hợm thì ngứa người, lấy tay gờ gẫm chổm tóc chính giữa mà hết hồn ú ớ. Đây, ở phía đối diện giọng chế giễu của Lâm Chỉ vẫn vang lên đều đều. Nhân tiện, trên kiếm vẫn còn lưu lại linh lực của ta. Trước khi ngươi đánh bại ta, tóc của ngươi và vết thương trên mặt đều sẽ không hồi phục ban đầu. Lâm Chỉ xoay người bước đi nhưng mặt vẫn nhìn hắn chăm chăm rồi buông lời thách thức. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chút. Cả đời này có cơ hội vượt qua ta. Ta hy vọng sau này lúc ngươi cầm kiếm đều có thể nhớ ngày hôm nay. Cô nhếch môi cười khinh bỉ, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý rồi gằn giọng nhắc nhở. Đừng quá tự cho mình là nhất. Diệp Thu Hàn, ngươi căn bản, cái gì cũng không phải. Diệp Thu Hàn lần này bị lời xỉ vả của Lâm Chỉ đánh gục hoàn toàn. Hắn đổ sụp người quỳ bệt trên mặt đất. Mắt cắm chặt vào lòng bàn tay phải đang giơ lên. Cảm giác bất tài vô dụng hiện rõ lên gương mặt. Nhìn thấy Diệp Thu Hàn ủ rũ như con gà gù đang cúi đầu quỳ thảm hại trên sàn đấu, bên trên khán đài bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm. Thực lực của đệ thất phong thật là khủng bố. Thiên giai pháp khí, đó là thật sao? Tô Mộc Hàm cũng đánh lời với sư phụ mình. Sư tỷ cũng thật là giết người chu tâm. Tiêu Huyền nghe vậy thì cười khoan khoái. Ha ha. Anh vuốt cằm cảm thấy vô cùng hài lòng về nữ đồ đệ rồi lên tiếng khen ngợi. Không hổ là tiểu chỉ nhi của ta, thật là chân truyền của vi sư. Trên chiếc ghế cao nhất, trưởng môn Hồng Mông Tông nhìn bóng dáng Diệp Thu Hàn cảm thấy có chút phảng phất quen thuộc nên ngờ ngợ hỏi đệ tử. Thần nhi, con còn nhớ nhiều năm trước, vi sư từng tận tay trục xuất một phản đồ ra khỏi sư môn không? Diệp Thần lục lọi ký ức về người mặc áo choàng đen năm nào rồi hồi đáp. Nhớ không nhầm, đó là ca ca của Vương An trưởng lão đệ Lục Phong. Nghe nói sau khi hắn phản sư môn đã dựa vào Nhật Nguyệt Quỷ Môn, sư tôn lẽ nào là đang hoài nghi đệ Lục Phong và ma đạo cấu kết với nhau sao? Trương Hạc liếc mắt nhìn đệ tử, trong giọng nói chất chứa một nỗi niềm bất an. Hy vọng tất cả đều là ta đa nghi. Con đi điều tra Vương An một chút. Ngoài ra, Diệp Thần chấp tay cung kính đáp. Vâng. Lão trưởng môn chưa kịp nói hết mệnh lệnh của mình thì bên dưới võ đài tiếng chiêng vang lên kèm theo lời thông báo. Trận tiếp theo rút thăm đối quyết. Đệ thất phong đối chiến chủ phong. Hai sư đồ của Trương Hạc nghe vậy thì bất giác giật bắn người. Diệp Thần đưa tay gãi đầu bối rối nói. Sư tôn. Vậy con, lão trưởng môn đành dẹp ý định điều tra sang một bên, nhã nhặn dặn dò. Con đi ứng chiến đi. Lâm Chỉ ngày nay trên phương diện kiếm đạo sợ là có thể so sánh với không ít trưởng lão trong tông môn. Con với cô ta đánh một trận, cũng có chỗ tốt với con. Diệp Thần nhận lệnh chấp tay thần phục ngoan ngoãn đáp lời. Vâng. Khi hai kiếm sĩ đã có mặt trên sàn đấu với tư thế sẵn sàng, người điều khiển trận đấu liền giơ cánh tay lên hô to. Thi đấu bắt đầu. Lâm Chỉ hai tay chống nạnh lên tiếng trước, không ngờ vòng thứ nhất liền gặp Diệp sư huynh. Diệp Thần vừa rút thanh kiếm trên tay ra vừa tự tin bảo, có bao nhiêu bản lĩnh, sư muội cứ việc dùng là được. Lâm Chỉ che miệng cười nham hiểm nói, vậy sao? Sau đó cô tiếp tục cười hi hi rồi đưa tay vận khí chuẩn bị mở pháp bảo. Trong nháy mắt cô đã lôi ra một lô vũ khí tối thượng, nào là kiếm, khiêng, búa, chùy, thương, xà mâu, đại bác. Rồi cười hồn nhiên bảo, cảm ơn sư huynh chiếu cố, vậy thì ta không khách khí nữa. Diệp Thần nhìn thấy mớ vật phẩm đó thì cũng hoảng hồn kêu lên, nhiều pháp khí như vậy sao? Bên trên khán đài mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc, có người còn ôm đầu kêu trời, cướp sao? Lâm Chỉ chiếm trệ cưỡi trên chiếc đại bác khoanh tay nói, chuẩn bị đã xong, sau lưng cô là vô số vũ khí đang trong tình trạng sẵn sàng xung kích. Cô nhướng mắt nguy hiểm cất tiếng mời gọi. Đến đi sư huynh, chúng ta bắt đầu đánh. Diệp Thần cảm giác mình như một con ốc sên nhỏ bé, cầm thanh kiếm nhân giai hạ phẩm mà sư phụ tặng lúc bái sư và được coi là toàn bộ gia tài. Hắn lúc này bất lực ngôn từ tủi thân không để đâu cho hết. Hào khí đánh đấm cũng vì thế mà trôi tuột đi mất. Hắn quăng thanh kiếm bảo bối duy nhất trên tay xuống đất, nói với giọng hờn dỗi pha lẫn bất lực. Mấy chục kiện pháp khí, nay còn đánh cái rắm. Diệp Thần thẹn quá hóa giận ngước mặt nhìn sư phụ đồng thời chỉ tay về phía Lâm Chỉ ngoác miệng đòi công đạo. Sư tôn ngài còn quản hay không? Này cũng quá phạm quy rồi. Trương Hạc bối rối lấy tay vuốt râu giọng nói nghe như năn nỉ. Trong tông môn trước giờ không cấm sử dụng pháp khí trong thi đấu. Dù sao kiếm tu tỉ thí, thế nào cũng cần mang theo kiếm, nhưng Lâm sư chất, cái này cũng khó tránh nhiều quá. Thấy lão trưởng môn đã lên tiếng, Lâm Chỉ cũng đành nể mặt trượng thượng mà nhắm mắt xuôi xị bảo, thế nào? Chỉ có thể dùng một kiện sao? Vậy cũng được, đến đi, tranh thủ đánh xong ăn cơm, đồng thời mở túi càn khôn thu lại pháp khí. Diệp Thần nghe Lâm Chỉ nói vậy thì đôi mắt liền sáng rỡ vui mừng reo lên, thật sao? Vậy thì sư huynh không khách khí nữa. Dứt lời hắn cầm kiếm nâng người bay lên cao tiến thẳng về phía Lâm Chỉ để khai chiến. Trong đầu hắn tràn đầy niềm tin nghĩ, nếu như chỉ có một thanh bảo kiếm, coi như là thiên giai pháp khí mình cũng không sợ, đánh xong sớm chút, còn có nhiệm vụ sư tôn giao cho cần hoàn thành.